Xiaomi Redmi Note 1X giảm giá sốc tại Di động OneGo chỉ 2.850.000, vô địch trong tầm giá. Xin chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại với chương trình tin tức OneGo được phát sóng vào lúc 8 giờ tối các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì hãy cùng nhau cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Đã ra mắt từ khá lâu nhưng cho đến bây giờ thì iPhone X mới được cấp giấy phép lưu hành từ FCC. Dù đã được ra mắt từ đầu tháng 9, hiện iPhone X mới được Ủy ban Truyền thông Mỹ FCC phê duyệt để có mặt trên thị trường. Ngay sau khi iPhone X được công bố trên website giới thiệu sản phẩm này, Apple đã giới thiệu iPhone X chưa được cấp phép theo quy định của FCC, thiết bị không và có thể sẽ không được cung cấp để bán hay cho thuê cho tới khi có giấy phép. Ủy ban FCC phải kiểm định và phê chuẩn mọi thiết bị phát sóng vô tuyến trước khi chúng được phân phối hợp pháp ở Mỹ, trong đó có iPhone. Quy định này được đưa ra để đảm bảo thiết bị RF ở Mỹ hoạt động hiệu quả, không gây nhiễu hại, đáp ứng giới hạn nhiễm RF của con người. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lý do tại sao Viettel lại tính phí iMessage và FaceTime. Và lý do đó chính là thỏa thuận đã kết thúc với Apple, đã đến lúc Viettel phải thu phí như Mobifone. Điều thú vị là nhà mạng Vinaphone lại không thu phí dịch vụ này. Và theo thông báo từ Viettel thì từ ngày 15 tháng 10 năm 2017, mỗi khi bạn bật hay tắt dịch vụ iMessage và FaceTime trong cài đặt thì sẽ phải chịu phí 2.500 đồng trên một lần. Phí này là phí tin nhắn đến đầu số quốc tế của Apple tại Anh. Trên thực tế, một nhà mạng khác là Mobifone cũng đều tính mức cước phí tương tự từ lâu khi kích hoạt dịch vụ này. Sở dĩ lâu nay các khách hàng của nhà mạng Viettel không bị tính phí dịch vụ này là do Viettel là nhà phân phối thiết bị Apple chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, nên nhà mạng này có được thỏa thuận ưu đãi từ Apple, đó chính là miễn phí tin nhắn kích hoạt dịch vụ iMessage và FaceTime trong thời gian là 5 năm đối với điện thoại chính hãng do Viettel cung cấp. Viettel cũng đồng thời hỗ trợ trả phí kích hoạt iMessage cho khách hàng dùng máy không chính hãng của Viettel nhưng là thuê bao của Viettel. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tin tức OneGo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye!